Xin chào mọi người, tôi là Review Chất. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai bộ phim ngắn về người ngoài hành tinh. Đầu tiên là Good Business. Đầu phim, có một người ngoài hành tinh hình cua đang hít thở chậm rãi. Chẳng ngờ sau vài tiếng súng, nó đã bị bắn nát. Thì ra nó là một nô lệ. Một sĩ quan là con người đang dùng nó làm đích ngắm, thử xem sức chống giáp của vũ khí đến đâu. Từ đó giới thiệu vũ khí quân đội này cho một nhóm cua khác. Người cua nghe lời diễn giải qua máy phiên dịch, liên tục kêu gào tán dương. Chỗ này có một chi tiết nhỏ. Trên cây quyền trượng của nguyên lão của có một hộp sọ của con người. Từ đó có thể đoán ra con người và tộc cua từng giao chiến với nhau. Thâm thù đại hận giữa hai tộc mới được gác lại chưa được bao lâu. Một chi tiết khác cũng là minh chứng cho việc này. Trong lần này sĩ quan có dẫn theo một binh sĩ nữ. Một thành viên trong tộc cua thị uy với cô nhổ nước bọt để phản hồi lại nó. Sau khi đối phương hiểu ra, cũng đã đáp trả lại y như thế. Trong lúc hai bên nhổ nước bọt, nguyên lão của đã bàn bạc với các thành viên khác và cho ra kết quả. Chúng phái một sứ giả tới trước mặt sĩ quan. Ngôn ngữ cua của nó sau khi được máy phiên dịch xử lý. Có nghĩa là chúng tôi đều mua hết tất cả vũ khí. Tất cả vũ khí mà tộc cua mua chính là 25 khẩu súng trường, 1.000 viên đạn, 10 súng phóng lựu và thuốc nổ C4. Sau khi sĩ quan kiểm kê xong, liền để đám cua tự vận chuyển vũ khí đi. Sau khi hoàn thành giao dịch, binh sĩ nữ vẫn thấy nghi hoặc không thôi, cho rằng bán vũ khí cho tộc cua không phải là một ý tưởng hay. Sĩ quan giải thích rằng tất cả đều là quyết định của công ty đạn dược. Làm thế không những có thể dùng vũ khí để đổi lấy đất đai trên hành tinh này, còn có thể khiến tộc cua tự giết hại lẫn nhau, làm ngư ông đắc lợi. Công ty cho rằng đây là một món làm ăn giá hời. Thì ra những cảnh tượng mà chúng ta nhìn thấy được diễn ra trên một hành tinh lạ. Nơi đây có rất nhiều bộ tộc cua. Con cua mà lúc trước sĩ quan giết là cua của bộ tộc kẻ địch. Hai người vừa nói vừa tiến về phía xe của mình. Mấy con cua tí hon đang cua càng múa cọng thị uy với họ. Binh sĩ nữ chẳng e ngại gì mà đá hết lũ khốn này đi. Nhưng cô vẫn không đồng tình với cách làm của công ty. Sĩ quan thấy vậy liền nói thẳng với cô. Con người thật ra đã giao chiến với lũ cua này từ lâu rồi. Chỉ có điều đối phương vẫn không hay biết gì mà thôi. Đáng tiếc sĩ quan không biết rằng lũ cua cũng có suy tính của chúng. Lúc anh và nữ binh sĩ trò chuyện, đã có một con cua nhỏ cài thuốc nổ C4 vừa mua được vào xe của họ. Xem ra họ sắp gặp nguy hiểm rồi. Chẳng qua là họ vẫn chưa hay biết mà thôi. Bộ phim ngắn thứ hai tên là Colony, thuộc địa. Trong phim con người đã chiếm đoạt một hành tinh vô chủ. Dù rằng trên hành tinh này không hề có bộ tộc cua, nhưng cảnh ngộ của con người lại còn bi thảm hơn. Năm 2131, con người đã chiếm đoạt một hành tinh hoang dại. Nữ chính Lion và em gái cũng đã tới đây theo dòng người. Trước đó nội bộ con người từng bùng nổ một trận chiến lớn, chiến tranh đã hủy diệt tất cả. Giờ họ đã có được một lời hứa, chỉ cần lao động ở đây 5 năm là họ có thể có được nhà của mình. Điều kiện này nghe có vẻ cực kỳ hấp dẫn. Hơn nữa, không khí trong lành ở đây cũng có thể làm giảm căn bệnh phổi nghiêm trọng của em gái. Ryan vốn tưởng rằng chỉ cần mình lao động chăm chỉ, những người quản lý dù thế nào đi nữa cũng sẽ để mình tiếp tục sống. Nhưng một ngày khi đào đất, cô lại đào được một chiếc răng người. Chủ nhân của nó đã bị sát hại và chôn xuống đất sao? Ryan bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Vì em gái ốm yếu, bệnh liên miên, khả năng lao động kém, Ryan không những nhường thức ăn của mình cho em, còn thường xuyên xin chút thức ăn từ phía người quản lý. Nhưng tất cả đều có giá của nó. Người quản lý chỉ dùng thức ăn để đổi lấy tấm thân của Ryan mà thôi. Hôm nay anh ta chê Ryan quá bẩn, quá hôi, liền sai Ryan xuống biển tắm cho sạch. Có điều Ryan ngẫu nhiên phát hiện ra màu biển bất thường, thậm chí còn loáng thoáng tiếng thì thầm. Tối đến sau khi Ryan trở về trại, em gái cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô biết rằng thứ mà chị gái phải trả giá. Cô xin Ryan đừng tiếp tục làm thế nữa nhưng Ryan đã từ chối. Vì bệnh tình của em gái ngày càng nghiêm trọng, người quản lý từng hứa sẽ giúp cô kiếm thuốc, vì thứ thuốc này cô có thể trả giá bằng mọi thứ. Nhưng ngày hôm sau khi xong chuyện, người quản lý chỉ đưa cho Ryan một quả táo. Thuốc mà anh đã hứa đâu? Ryan lớn tiếng chất vấn. Đối phương thì chỉ trả lời lấp liếm cho qua, còn răn đe cô đừng được nước lấn tới. Ryan vô cùng bi phẫn, tức giận ném quả táo xuống dưới biển. Nhưng sau khi chút giận, cô vẫn phải quay lại với cuộc sống bộn bề. Nên sau mấy giây, cô lại tự mình xuống biển nhặt. Lúc này, một cơn gió rít thổi qua mặt biển. Dưới biển có một con cá quái lạ đột nhiên lao tới, cắn rách chân cô. Đêm đến khi Ryan chìm vào giấc ngủ, cô lại nghe thấy tiếng thì thầm của biển. Đối phương nói rằng mình cũng đã bị hãm hại, mình cũng đã mất đi gia đình, hoàn toàn đồng cảm với Ryan. Hy vọng cô hòa vào làm một với đối phương, để đối phương chữa trị và hoàn thiện cô. Cuối cùng, đối phương một lần nữa biến thành con cá lạ gào thét lao về phía Ryan. Đến khi tỉnh lại, Ryan phát hiện ra phần chân bị thương của mình đã lành lại như một kỳ tích. Trong một hôm lao động nọ, người quản lý lại ra lệnh cho Ryan và em gái cùng tới gặp anh ta. Anh ta nói lần này đã có thuốc thật rồi. Nhưng khi Ryan và em gái tới nơi, lại phát hiện ra lần này vẫn không có thuốc gì cả. Người quản lý chỉ tìm một đồng nghiệp muốn cùng chia sẻ mình và em gái mà thôi. Cô và em liều mình phản kháng, nhưng điều này chỉ càng thổi bùng lửa giận của người quản lý mà thôi. Đồng nghiệp của người quản lý trong lúc mất bình tĩnh, thậm chí đã giết chết em gái cô. Ryan đã ngớ người trước cảnh tượng này, cô như người mất hồn quên cả suy nghĩ. Trong đầu chỉ nghe được tiếng gọi từ biển. Cô đi theo tiếng gọi như một xác chết. Sau một tiếng sấm rền, Ryan một lần nữa bước ra từ biển. Nhưng lần này cô đã hợp làm một với quái vật cá trong giấc mơ. Cô sẽ biến thành hóa thân của sự trả thù, khiến tất cả người quản lý thù hiểu máu trả bằng máu. Bộ phim được sản xuất bởi một người Australia. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Nghệ thuật Victoria năm 2017. Bộ phim này chính là tác phẩm tốt nghiệp của cô.
Tính từ góc độ này có thể coi là cực kỳ giỏi rồi. Có điều các cư dân mạng vẫn nhặt được rất nhiều sạn trong phim. Có người chê rằng tại sao con người đã sở hữu được kỹ thuật du hành vũ trụ, nhưng lại không nắm bắt được kỹ thuật tắm vòi hoa sen. Còn nữa, tại sao họ có thể ngồi phi thuyền tới hành tinh khác, mà vẫn phải dùng tay để đào đất? Thật ra mình thấy họ chê vậy là không sai. Việc kết cấu trái ngược với thưởng thức như vậy dù cho có bắt buộc phải xuất hiện trong phim ngắn, cũng nên nêu cơ sở và giải thích cho rõ ràng mới phải. Mọi người còn có gì muốn phê bình nữa không? Tập review đến đây là hết. Hãy follow kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.